Rồi cho Duy Mỹ xin chào các bạn nha. Hôm nay Duy Mỹ sẽ giới thiệu các bạn một cái nhà sạch trồng dưa lưới các bạn. Mô hình này mà có một anh này nè. Đây là nhà trồng dưa lưới nha các bạn. Cái mô hình trồng dưa lưới này tứ nhẹ giờ nhĩ giọt nè các bạn, mà đường dây đó nè các bạn, thấy không bạn nè, tứ một cái ống đầm tứ nhĩ giọt, có nghĩa là từng giọt các bạn. Quá rộng các bạn ơi. Một cái lồng căng thì là 2, 4, 6, 7 hàng. Một hàng một khoảng 1 mét là 7 mét. 7 mét 3 lồng 3, 14 mét, 21, 26 mét. Vậy là từ cái trụ dây đó đó các bạn, dài tới bên đây là 30 thước nha các bạn. Này là mới có khởi đầu trồng rồi các bạn. Trồng dưa lưới mô hình nhà sạch đó các bạn, trên nóc đó, ở trên đó toàn là mica trong các bạn. Này chỉ mới có ương lên nha các bạn, chưa có lên cái mầm xanh nha các bạn. Vô đây thì nó hầm đó các bạn, nhưng mà trồng loại dưa lưới rau sạch bán cho cung cấp thị trường nước ngoài các bạn. Ở ngoài có một cái đập người ta làm như ta ngăn, mà kiểu ngăn sâu đó các bạn, sâu mỏ đó, vết ở ngoài đó có một cái bờ bà đập bằng đất các bạn. Nếu các bạn thấy thích nhớ cho mình xin một like và một comment nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo mà ủng hộ, mà lúc nào cũng ủng hộ cái kênh của Duy Mỹ Nguyễn nha. Rồi để mình ra ngoài mình quay cái tổng quan ở ngoài cho các bạn xem nha. Rồi mình đã ra ngoài nè các bạn, ra ngoài cái phong cảnh cái khung nhà lưới nè các bạn. Đó các bạn. Chu vi bán kính này là một đúng 1000 m² các bạn. Là một công đất á. 1000 m² là một công đất, công đất của nhà nước tạm biệt các bạn. Đây sao nè các bạn, nó có một cái con đê nè các bạn, bao quanh hết nha, bao quanh cái nhà lưới này nè, đây nè, nó đi qua tới bên đây luôn nè các bạn, nó có một con đê nè, cao lên là cái gì bao hết luôn. Cái ví dụ mà người ta làm mà ganh đất các bạn, người ta bao đê luôn.
Này có con đê, mình đi trên đê nè. Có qua 10 giờ trồng. Đây nè các bạn, cái con đê mình đi trên tên đê nè bạn, có dòng cua nè. Người ta có nghĩa là múc hết luôn, dắp hết luôn. Cò này ở trên đó có một máng xối rồi, và ống xả nước xuống các bạn. Nhà lưới này là có nghĩa là nước không lọc vô được nha các bạn. Trên là không có lưới, nước không có lọc vô được các bạn. Mấy những ống mình đó là mưa là nó thấu xuống đó, không lọc nước vô. Rồi vậy thôi, vậy mình xin tạm dừng cái video này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nha. Bye bye.